Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngay từ sáng nay, các xã ở huyện Hòa Vang đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp ứng phó cũng như di dời dân đến nơi an toàn. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại xã Hòa Nhơn vào sáng nay. Xe tuyên truyền lưu động liên tục khuyến cáo người dân các biện pháp ứng phó với bão. Trong khi đó, cán bộ quân dân chính ở thôn đã đến tận nhà các hộ dân có nhà ở không kiên cố và vùng trũng thấp để vận động di dời. Từ ngày hôm qua kia là đã vận động nhân dân là chằng chắn ngoài cửa. Một số hộ mình động viên họ là chuẩn bị những khi cần thiết là khi đến tới nơi trú ẩn an toàn, đã chia theo giai đoạn, là ví dụ như nhà mô gần, nhà mô cô tầng thì đưa dân tới đó. Từ hôm qua, huyện Hòa Vang đã tiến hành rà soát và xác định di dời gần 3.200 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu do ảnh hưởng bão, đồng thời cũng di dời 309 hộ với hơn 1.100 người trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, núi. Có cái đường quân nhân chính đã thông là sở được có điện quy động cho chúng tôi đi lên có chỗ để mà trống qua cái lục, qua cái bổ. Cùng với việc di dời các hộ dân đến nơi an toàn, thì hôm nay người dân Hòa Vang đã tập trung chằng chống nhà cửa, các tỉa cây để ứng phó với bão số 9, giảm thiểu thiệt hại. Chiều nay, lãnh đạo huyện Hòa Vang kiểm tra công tác di dời dân tại các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhà ở không kiên cố tại các xã miền núi Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Phú và Hòa Bắc. Đối với đồng bào dân tộc cư tu tại hai thôn Tà Lan, Giàng Bí và Hòa Bắc, lãnh đạo huyện đề nghị địa phương khẩn trương di dời toàn bộ dân đến nơi an toàn tại trường tiểu học Hòa Bắc, trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, các nhà dân kiên cố tại khu tái định cư Tà Lan, Giàng Bí, đồng thời chuẩn bị lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.